Hello, xin chào các bạn. Để có thể làm ra một cái bản nhạc R&B hay thì cái âm thanh guitar bay là một cái âm thanh vô cùng quan trọng. Mình đã sử dụng rất là nhiều các âm thanh guitar bay khác nhau đến từ các hãng khác nhau, có miễn phí, có trả phí, thì mình thấy rằng là đây sẽ là một cái plugin có thể mang lại cái chất lượng cao và nó chinh phục được những người khó tính nhất. Đấy, giống như mình. Và cái plugin đấy nó là cái gì thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong phần mềm để bắt đầu mổ xẻ nó nhé. Ok, ở đây thì mình đang có một cái demo bài nhạc như thế này. Đấy, cái bài nhạc này là một cái bản nhạc R&B. Đấy, nó có tên là Vibe của Pacific nhá. Đây là mình đang remix lại. Thì bạn có thể nghe thử ở đây. Tạm thời là mình đang chưa soạn cái âm thanh bay nhá, thì cái bài nhạc nó sẽ nghe như thế này. Đó, thì bạn có thể nghe thấy rằng là âm thanh của chúng ta nghe rất là trống, và cái mà chúng ta cần phải thêm vào đó chính là một cái âm thanh bay. Ngày xưa khi mà mới làm nhạc R&B ấy thì mình không biết phải sử dụng guitar bay, cho nên là mình sử dụng âm thanh bay bình thường như kiểu là của Serum hay là của Silent One các thứ. Thì thực sự là những các cái âm thanh bay điện tử như vậy nó không phù hợp với cả cái nhạc R&B, đặc biệt là cái nhạc R&B mà có tiếng guitar. Để mà làm ra một bản nhạc R&B guitar hay thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái âm thanh guitar bay làm tiếng bay, chứ không thể nào mà sử dụng 808 hay là sử dụng những các cái âm thanh bay điện tử. Nói chung là kiểu là nếu mà không có thì vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi sử dụng thôi, nhưng mà thực sự để mà gọi là làm ra một cái bản nhạc R&B mà nó chất lượng, nó đúng vai của nó thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái guitar bay nhá. Và cái plugin guitar bay ở đây mình sử dụng có tên là VB Dandy của hãng Ugem. Đấy, bạn có thể nhìn thấy cái phần mềm ở đây. Đấy, VB nó là viết tắt của từ Virtual Basis. Ok ạ. Đó, nó là VB Dandy của Ugem, bạn có thể tìm thấy nó ở trên Google một cách dễ dàng, hoặc là mình để cái đường link ở phía dưới phần mô tả để cho bạn có thể tiện để bấm vào để cho xem cho nó nhanh. Rồi, vậy thì cái plugin này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Thì ở đây nó có hai cái chế độ, một là player, hai là instrument. Player thì nó thiên về cái việc là chúng ta viết một nốt và nó sẽ đánh các cái nốt còn lại, kiểu đánh tự động ấy. Thì thực ra thì cái chức năng này mình chưa tìm hiểu nhiều. Mình sử dụng cái chế độ instrument, tức là mình chơi thủ công là chính. Đó, cho nên là mình sẽ gạt sang cái phần instrument để mình viết bay nhá. Ở phần dưới này nó có các cái character hay là phần em này, thì bạn có thể là có thời gian thì bạn ngồi bạn chỉnh, bạn vặn thử xem như thế nào. Chúng ta cũng sẽ có rất nhiều các preset ở đây, nhưng mà mặc định thì mình nghĩ rằng mình sử dụng luôn cái hip hop on unit này. Mặc định đây, đấy chính là cái preset on unit, thì mình thấy nó đã rất là hay rồi. Mở lên phát dùng luôn, không cần phải thay một cái gì cả. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt nó đi và bắt đầu viết cái những các cái đoạn bay đầu tiên nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chuột phải vào cái plugin này, chọn piano roll. Bắt đầu mình viết này. Cái bài nhạc này nó sẽ có cái vòng hòa âm là CM này, C thăng M. Nó sẽ có vòng hòa âm C thăng M. Và tiếp theo đó chính là G thăng này. Rồi là F thăng này. Rồi là lại G thăng. Ok, đó thì đây sẽ là bốn cái nốt nhạc. Đấy, 4 cái nốt nhạc tương ứng với 4 cái chủ âm của cái vòng hợp âm mà cái bài nhạc này mình làm. Thì bạn viết cho mình những các cái nốt này đầu tiên này. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ viết ra các cái nốt này. Và chúng ta nên viết ở cái khoảng từ cái đoạn này này, từ C3 cho đến C5. Đấy, trong cái khoảng này thì cái âm thanh guitar bay của chúng ta nó sẽ đẹp nhất. Còn nếu như bạn để lên trên cao ấy thì kiểu âm thanh nó bị mất cái độ ấm. Đó, thì chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái quãng này. Đó, thì bây giờ mình có thể nghe thử nhá. Đó. Đó, thì bạn có thể nghe thấy âm thanh bay của mình nghe nó cũng kiểu rất là hay rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi những các cái âm thanh này đi, để mình sẽ chỉ có mỗi cái âm thanh bay thôi, thì nghe cho nó rõ. Ok rồi, và cái
tip của mình khi mà mình viết guitar bay á, thì mình sẽ để cái chỗ độ nam châm này thành năn. Đấy, bình thường thì mình hay hướng dẫn cho mọi người sử dụng là sell, nhưng mà ở đây thì mình sẽ sử dụng chế độ năn để cái âm thanh guitar của mình ấy, nó sẽ có những các độ trễ khi mà mình viết này. Đấy, bạn có thể thấy không, mình zoom vào ấy thì nó sẽ không khớp vào cái vạch ô khung ấy đâu, nó sẽ có những các cái độ trễ khác nhau, và những các cái độ trễ đấy thì nó sẽ làm cho các bản nhạc của mình nghe nó hay hơn. Đó, thì bây giờ mình có thể bắt đầu uốn éo các cái nốt ngoài lề để cho cái bản nhạc của mình nó hay hơn, là tưng 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 tưng. Đó, thì mình sẽ viết theo cái bài gốc nhá. Tưng 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 tưng. Ok, nghe hợp lý luôn. Tung tung tung, đó, tung tung tung. Đó, ok. Ta đừng ta đừng. À ok, để cái chỗ này giữa. Đó, rồi, về cơ bản là chúng ta đã có được một cái đoạn guitar bay khá là bắt tai. Chúng ta hãy cùng nghe thử với các âm thanh còn lại nhé. Ok, rồi, đó, thì mình đã giới thiệu cho bạn một cái âm thanh guitar bay, và mình cũng hướng dẫn cho bạn một chút về cái việc là chúng ta sẽ viết cái âm thanh bay cho cái bản nhạc R&B nó như thế nào, đúng không? Bạn có thể tải cái plugin này về để có thể sử dụng thử xem là cái bản nhạc của mình nó có hay hơn hay không. Đó, mình tin rằng là khi mà bạn sử dụng cái âm thanh guitar bay này thì các cái bản nhạc R&B của bạn nó sẽ cực kỳ hay và chất lượng. Ok, nếu như bạn cảm thấy video này bổ ích, nhớ cho mình một like nhá. Rồi, và comment xuống phía bên dưới những các cái nội dung video mà bạn muốn mình sẽ chia sẻ trong các cái clip sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những các video tiếp theo. Xin chào.